Ok, và mọi người ơi, ngay lúc này cần sự cổ vũ của tất cả các bạn. Yeah, yeah, yeah. Everybody, everybody, make some noise. Let's go. For love, chiến đấu cho cái tình yêu với nhảy múa của mình để tiếp tục được cống hiến với đam mê của mình ở thời điểm đó. À, không phải lúc nào cũng có những trận đấu như vậy. Khi mà cây được trực tiếp tham gia ngồi ở đó để được xem thì nổi hết cả da gà và phải thật sự là rất là nể phục các street dancer, bởi vì các bạn có một tinh thần chiến đấu rất là mạnh và chiến đấu vì tình yêu và hòa bình. Giây phút quyết định người bạn sẽ được đi tiếp, đó là Judges 3. Và đây là thành viên cuối cùng sẽ bước vào hot chair.